Sản phẩm này dành cho ai ạ? Những người có sức đề kháng kém đúng không ạ? Những người dễ bị sốt này, dễ bị cảm sốt. Những người thì có vấn đề về hô hấp như là hen suyễn đúng không ạ? Rồi những người thì dễ bị viêm mũi nè, viêm xoang nè, bị dị ứng thời tiết. Những người hay uống nhiều bia rượu thuốc lá nè. Rồi những người hay thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại, hoặc là đồ uống, đồ ăn thức uống không tốt cho sức khỏe của các chị đúng không ạ? Rồi những người mà có vấn đề về bị viêm nhiễm ở trong cơ thể nè. Rồi những người mà muốn bảo vệ mạch máu nè, giúp gia tăng cái gọi là cái độ đàn hồi của da và cũng như là mạch máu của mình đúng không ạ? Và đặc biệt là những người là muốn da của mình sáng hơn, đẹp hơn, mịn màng hơn, đẹp hơn, trẻ hơn đúng không ạ? Thì chúng ta nên sử dụng vitamin C mỗi ngày đúng không ạ? Và các chị hãy trở thành một người tiêu dùng thông minh với tập đoàn GR7O, là những cái sản có đang sản xuất những cái sản phẩm nằm trong top 10 B-Corp trên toàn cầu các chị đúng không ạ?